Tuyển hiền cử năng để làm bậc trụ trì. Vạn Phật Thành ngày 16 tháng 1 năm 1978. Trong tương lai, các chùa Kim Luân, Kim Sơn và Như Lai đều cần một vị trụ trì. Vì vậy, các vị hãy suy cử một vị có tài đức, có đủ tư cách để làm trụ trì, rồi ủng hộ vị đó. Tuyển trạch một vị trụ trì thì phải lấy gì làm tiêu chuẩn? Thứ nhất là vị đó không được nóng giận, đối xử phải có hòa khí, ở đâu cũng tạo được nhân duyên với chúng sinh, không dùng quyền lực để áp đảo người khác, biết dùng tác phong dân chủ mà làm việc khiến cho mọi người kính nể. Nếu tuyển chọn một vị trụ trì hay nóng giận thì không ai có thể chịu được sự áp bức của vị đó, mọi người sẽ bất mãn, hòa khí sẽ không còn, như vậy thì chẳng giúp ích gì cho Phật giáo cả, mà ngược lại còn gây khó khăn nữa. Vị nào diệt được nóng giận, biết nhẫn nhục cao độ, tất nhiên sẽ được tuyển làm trụ trì, nếu trái lại e rằng ít có hy vọng. Bởi vì sao? Bởi vì có phiền não thì rất dễ đem Phật Pháp thiêu hủy đi. Phiền não thuộc về lửa, có thể thiêu hủy mọi thứ, dù cho có trận mưa lớn như vừa kể, cũng không thể nào dập tắt được đại hỏa tai này. Hôm nay, ngày 16 tháng Giêng năm 1978, tôi nói với các vị những lời quan trọng này bởi vì tương lai khi tuyển chọn vị trụ trì, các vị cần phải nhận xét phẩm hạnh, kiến thức của vị đó như thế nào. Phàm là trụ trì, tất phải có thiện duyên quảng đại, hòa hợp với tất cả mọi người, đồng lao cộng tác, mọi người đều tôn kính, không làm cho ai oán ghét. Bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, tư bà tắc, tư bà di, nếu các vị thấy người nào có đạo tâm, tinh tấn tu hành, có năng lực lãnh đạo, xứng đáng làm bậc trụ trì, thì người đó có thể được suy cử làm trụ trì vậy.